Fantasy Bucko. Chiếc Bucko không hẳn là tương thích với Nago, nhưng lại được tạo ra với ý chí của cha mình. Sau sự kiện Keiwa tái thiết thế giới, Neon lại một lần nữa quay lại với cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng đó cũng chính là thứ mà Beroba ghét nhất. Cô ta cảm thấy khó chịu với cuộc sống của Neon và quyết tâm đưa cô trở về với địa ngục bằng nỗi đau tột cùng nhất, tái hiện lại cuộc bắt cóc Akari vào 11 năm về trước, cũng chính là con gái thật sự của nhà tài phiệt Kosei. Neon chỉ là bản thể được tạo ra bởi nữ thần sáng thế thông qua điều ước của Kosei. Trải qua rất nhiều sự kiện, Kosei đã dần nhận ra Neon không phải là một hiện thân, cũng không phải là cả gì đó thay thế, mà thật sự đó chính là con gái của ông. Mở lòng một lần nữa và sẵn sàng quỳ rạp dưới chân của Kiss để mong có được sức mạnh để bảo vệ những người thân của mình. Ông đã được Kiss ban tặng Desire River, một chiếc ID Core tương thích với mình, biểu tượng một con báo đốm, cũng như chiếc Bucko Fantasy, thứ sức mạnh sẽ giúp ông giải cứu được người con gái hiện tại của mình, tránh bi kịch 11 năm trước lại tiếp tục diễn ra. Có được sức mạnh mới, nhưng vừa phải giải cứu vừa phải đối mặt với một Premium Beroba cũng không hề yếu. Ông đã bị trọng thương và không thể biến hình. Cuộc nói chuyện của ông cùng với Neon trong bệnh viện đã giúp cả hai giải tỏa được thắc mắc cùng với nhau. Mặc dù ID Core của Neon đã bị hủy bởi Buffa, với quyết tâm cũng như ý chí của mình hướng tới tương lai, sức mạnh sáng thế của Kiss một lần nữa được cộng hưởng. Chiếc ID Core của cha cô đã trở thành ID Core của Neon và giúp cô một lần nữa trở lại thành Kamen Rider, chuyển hóa cùng với chiếc Bucko Fantasy, thứ được nhái lại từ Ninja Bucko. Những vòng xoáy từ sự kỳ diệu giống như định mệnh của Neon, lý do cô được tạo ra cũng là sức mạnh của nữ thần sáng thế, và cách mà cô trở lại với cuộc chiến để bảo vệ gia đình kỳ diệu của mình cũng chính là sức mạnh của con trai bà, Ace. Tất cả mọi thứ cộng hưởng để tạo điều kỳ tích. Không phải chỉ có chiếc Bucko là nhái lại hình dạng cũ, hình dạng Fantasy bản chất cũng là nhái lại một hình dạng tương tự, được lấy nguyên mẫu từ hình dạng Fantasy của Kamen Rider Break trong series SA, và tên gọi của nấy cũng y vậy, Total Fantasy, được khác biệt ở phần tai, được tạo thành hai ống tai dài với màu xanh đậm cũng như màu vàng kim, cũng là màu đặc trưng cho toàn bộ bộ giáp. Nó phù hợp một cách tuyệt vời với gương mặt của cô, kèm với đó là vòng tròn ma thuật của sự nguyền bí trên phần ngực của Kamen Rider Neon. Điều kỳ ảo cuối cùng cũng đã xuất hiện, những thanh gươm ánh sáng cũng như vòng tròn ma thuật tụ hợp lại để tạo nên bộ giáp, ban tặng cho cô nguồn sức mạnh kỳ ảo từ thế giới Fantasy. Năng lực của Neon Fantasy đến từ 3 nguồn sức mạnh khác biệt. Đầu tiên phải kể đến là những vòng tròn ma thuật, thứ giúp cô gia tăng khả năng nhảy cũng như di chuyển. Nó còn như một cổng dịch chuyển để triệu hồi nên những thanh gươm đến từ hư vô, kết hợp chúng lại với nhau để tạo những đòn tấn công khác biệt. Vòng tròn ma thuật này còn giúp cô khống chế di chuyển của kẻ thù, khóa chặt mục tiêu trước khi Neon ra những đòn tấn công quyết định vào chúng. Năng lực thứ hai đến từ những thanh gươm ánh sáng. Chúng sẽ được tạo ra xung quanh Neon khi cô chiến đấu, tấn công kẻ thù cách linh hoạt theo sự chỉ đạo của cô, cũng như tụ hợp xung quanh tạo thành một bức màn trắng năng lượng giúp cô đỡ hầu hết những đòn tấn công đến từ kẻ thù. Nago cũng có thể trực tiếp cầm chúng như những vũ khí cơ bản. Khi tập hợp những thanh gươm vào tay của mình, nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành một bộ móng vuốt linh hoạt và tấn công đầy chớp nhoáng như một con linh miêu, biểu tượng đại diện cho Neon. Thứ cuối cùng là bộ áo giáp ma thuật, thứ sẽ giúp cho Neon trở nên vô hình, biến mất khỏi những đòn tấn công của kẻ thù và xuất hiện ở những vị trí khác. Đây là một bộ chiến giáp vô cùng linh hoạt, mạnh mẽ từ tấn công cho đến phòng thủ và cả khả năng di chuyển của nó. Vô hiệu hóa như là tấn công cho dù chúng có trực diện như thế nào. Cô không phải chỉ để nó xuyên qua bản thân, mà đúng hơn là tạo ra một bản thể kỳ ảo của mình, biến mất khỏi vị trí hiện tại và xuất hiện ở một vị trí khác. Khả năng này còn áp dụng trong việc tan biến để đi xuyên qua vật thể, đưa kẻ thù vào tình thế khó khăn. Mặc dù chúng đã tưởng có thể đưa Neon vào thế chân tường, tất cả những sự nguyên ảo sẽ tập trung vào đòn cuối cùng, Fantasy Strike. Neon sẽ có đôi cánh của mình bằng những thanh gươm ánh sáng, bao phủ nguồn năng lượng kỳ ảo quanh cơ thể, kết liễu kẻ luôn căm ghét mình, Premium Beroba, trong một cú Rider Kick dứt điểm.